Chương trình này được bảo trợ bởi mua một ly McCafe Latte, Mocha hay Macchiato cỡ nhỏ chỉ 2 đồng tại McDonald's, giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua 2 bánh chicken McGriddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Ngọc Lan cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Và như thường lệ thì Ngọc Lan rất là hân hạnh được tiếp chuyện với chị Vân Anh từ San Diego. Chào chị Vân Anh. Chào Ngọc Lan từ San Diego. Bên này xin kính chào quý vị khán giả cấp nơi của chương trình Cà phê sáng. Đây là ngày thứ ba. Nói tiếp với những bản tin mà lúc trước phần thứ ba Ngọc Lan và anh đã cùng chia sẻ với quý vị, thì tại San Diego sau 4 ngày đóng cửa từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ hai, thì cái địa điểm chích ngừa vaccine COVID-19 lớn nhất tại San Diego đó là tại vùng Pet Khôn Mắt ngày hôm nay đã chính thức mở cửa để tiếp tục chữa cho mọi người đó Ngọc Lan. Thì giống như là Ngọc Lan với anh cùng chia sẻ với quý vị, những chỗ tại San Diego County thì càng ngày những thêm một tin vui, tin lạc quan về COVID-19 càng nhiều hơn, cái lượng người bị nhiễm bệnh càng ngày càng thấp xuống và càng có nhiều người chích ngừa hơn Ngọc Lan ha. Cho nên chúng ta thấy là cái nhịp sống mình thường từ từ trở lại, các tiệm ăn, những dịch vụ giống như là cho thuê áo cưới, những dịch vụ về áo cưới đã từ trở lại. Ok. Có những cái lúc mà âm thanh nó hơi bị, cũng hơi bị tự nhiên đó, nó nhỏ một chút. Nhưng mà vẫn nghe được. Thì người ta có đổ ra đường đông đúc hay không chị? Rồi như hồi nãy chị Vân Anh nói rằng các cái dịch vụ cho thuê áo cưới cũng đã được mở trở lại. Như vậy thì các cái tiệc cưới đã được tổ chức chưa, hay là cũng chỉ là làm ở cho các cái cặp kết hôn với nhau thôi? Rồi đường phố, quán xá người ta có ăn ở trong hay là vẫn ăn ở ngoài hay như thế nào hả chị? Thì thật sự là chúng ta chưa có được phép, tại San Diego thì các tiệm ăn chưa được phép ở bên trong, vẫn ở bên ngoài. Nhưng mà mọi người đi ra ngoài ăn thấy đông hơn, và khi mà Vân Anh gặp mọi người thì hơn vì càng ngày càng có nhiều người chích vaccine. Trở lại với thêm cộng đồng của San Diego thì Tết đã hết rồi. Tuy nhiên cuối tuần này là rằm tháng giêng, với người Phật tử thì cái lần mà đi rằm tháng giêng nó rất là quan trọng. Vì thế cho nên trong Tây Du tục ngữ có câu là đi chùa đã không bằng ngày rằm tháng giêng. Cho nên tại San Diego thì cuối tuần này vào ngày chủ nhật tất cả các chùa đều có những thông báo về để cúng rằm tháng giêng. Bên anh đoán rằng sẽ thu hút rất là nhiều Phật tử đến chùa để lễ đầu năm trong ngày rằm tháng giêng. Hôm nay nghĩ là online shopping cũng vậy, Ngọc Lan ha. Rằm tháng giêng mình còn gọi là Tết Nguyên Tiêu đúng không chị? Tức là rằm tháng giêng đó. Yeah, người ta sẽ đi chùa rất là đông. Ở đây thì chưa biết là cái tình hình như thế nào, mà chị biết rằng từ hôm Tết đến bây giờ đó, nhất là trong những ngày 2 ngày cuối tuần vừa qua thì đường nó đông dễ sợ luôn. Cũng không hiểu tại sao, không phải là quanh khu vực Lido Sài Gòn không, mà đi ở trên đường, đi lên freeway rồi đi vòng, không hiểu đổ đi đâu mà quá trời. Mấy đầu mình nghĩ là quanh đây là đi vía cái gì đó, cái vía thần tài đi mua vàng đồ thôi, nhưng mà không phải, nhiều chỗ lắm. Trước khi mà chị Vân Anh tiếp tục với cái phần tin cộng đồng ở San Diego đó, thì cũng có một tin vui cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây, đó là chiến hạm Mỹ USS John McCain vừa có một người chỉ huy gốc Việt. Đó là một người chỉ huy gốc Việt, đó là trung tá
Tính Trần hay tên Việt Nam là Trần Trung Tính. Thì nội dung chi tiết của cái bản tin này sẽ xin mời quý vị xem ở trong cái phần tin tức buổi chiều hay là trên website của Leader Sài Gòn TV. Xin mời chị Vân Anh tiếp tục. Cảm ơn Ngọc Lan. Thêm một bản tin vui nữa Ngọc Lan. Thưa quý vị, một trong những cái địa điểm mà thu hút rất là nhiều du khách, đây là một cái đặc trưng của thành phố San Diego, đó là địa điểm The Flower Fields, tức là cánh đồng hoa mau lương. Hàng năm thu hút rất là nhiều du khách đến đây tham dự. Cánh đồng hoa mau lương The Flower Fields Carpet mỗi năm chỉ mở cửa 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày Mother's Day. Năm vừa rồi thì The Flower Field đã bị đóng mở và không có khách tới. Thì vừa qua trong tuần này, chính thức đã có thông báo từ The Flower Field cho biết là sẽ mở cửa bình thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày Mother's Day, ngày 9 tháng 5. Có một cái khác lạ là mọi người đến cũng vẫn phải tuân thủ theo những cái quy định như là đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, và số lượng tham dự sẽ không được giống như mọi năm, tức là vào bao nhiêu cũng được mà sẽ có một số lượng nhất định. Bên cạnh đó là khi chúng ta đến thì sẽ không có cái quầy bán vé ở trước cửa mà tất cả đều phải mua vé online. Mời quý vị vào website của The Flower Fields, rất là dễ, quý vị chỉ việc vào computer đánh vào chữ theflowerfields.com. Ngọc Lan đã đến với cánh đồng The Flower Fields Carpet chưa Ngọc Lan? Wow, cái câu hỏi có anh Hoàng Trọng Thủy ở đây, anh sẽ lại cười Ngọc Lan nữa. Chưa có đến. Ngọc Lan có nghe nói. Vậy thì năm nay có nghe nói nhưng mà lần nào đi cũng hụt hết trơn. Cho nên là hy vọng lần này sẽ đi đó. Dạ. Rất là đông. Chắc năm nay mình hẹn hai chị em mình gặp nhau ở cánh đồng hoa mau lương The Flower Fields của Carpet. Tại vì nó cũng là nửa đường từ Orange County đến. Đây là cũng là một tin vui. Vân Anh tin rằng sẽ thu hút rất là nhiều người đến, tại vì mọi người ở nhà lâu quá rồi. Dạ. Cái đó là ở ngoài trời nữa, thành ra Ngọc Lan cũng nghĩ là sẽ sắp xếp để mà đi. Ngoài cái chuyện mà cái cánh đồng mà hoa ở Carlsbad, San Diego giống như là chị Vân Anh nói đó, thì ở chỗ đó nó hoa đủ màu hết, đúng không chị? Còn một cái chỗ nữa đó là cái người ta gọi giống như là mình gọi giống như là cánh đồng hoa hạnh nhân ở trên đường mà đi Fresno. Nó đẹp không thể diễn tả được. Mà bao nhiêu người ta đến đó để người ta chụp hình. Ngay cả những cái cặp mà đám cưới cô dâu chú rể cũng đến đó để chụp hình. Chị Vân Anh đi chưa? Chưa, Vân Anh cũng chưa đi. Đó nằm ở khúc nào vậy Ngọc Lan? Ngọc Lan chỉ biết là cách Lido Sài Gòn 2 tiếng đó, trên đường đi Fresno. Năm nay cũng sẽ đi và hy vọng là sẽ có nhiều những cái khúc phim đẹp để cho quý khán giả cùng biết đến những cái nơi như vậy, không có tốn tiền, không có tốn tiền nhưng mà lại ở giữ khí trời rồi đẹp đẽ như vậy đó chị Vân Anh. Dạ vâng. Tiếp nối với những bản tin về update tình hình về chích ngừa COVID-19, thì có một bản tin cũng rất là thú vị Ngọc Lan, đó là với cái tình hình là càng ngày những cái cơ sở thương mại sẽ mở cửa nhiều hơn, thì vừa qua một nhóm người của trường đại học SDSU, đó là San Diego State University, của cái phân khoa Public Health, tức là về sức khỏe cộng đồng, họ cho biết rằng những cơ sở thương mại, ví dụ như nhà hàng hoặc là những cái nơi mà tập trung đông người bên trong, thì ngoài việc họ phải tuân thủ theo những cái quy định như là đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, số người ít đi, thì họ phải có thêm, trang bị thêm một cái dụng cụ nữa, nó gọi là CO2 monitors. CO2 là cái khí carbonic chúng ta thở ra đó quý vị, và monitor là một cái máy để thăm dò. Thì những người expert này, những người mà trong cái lĩnh vực nghiên cứu này, họ cho biết rằng để bảo đảm an toàn thì những cái chủ nhân của các cơ sở thương mại này nên sắm một cái máy. Cái máy này rất là hay Ngọc Lan, khi mà mở lên thì cái máy nó sẽ cho chúng ta biết là có bao nhiêu cái lượng khí CO2, tức là carbonic mà những người thở ra. Họ cho biết rằng người ta không thể nào biết được là có bao nhiêu vi trùng COVID-19 trong không khí, nhưng họ có thể theo dõi được là bao nhiêu cái khí CO2, tức là carbonic của những người thở ra. Và khi mà có nhiều cái khí đó thì cái nguy cơ lây nhiễm càng nhiều hơn. Theo cái máy này cho biết thì
nếu mà cái máy này sẽ được phép đến con số 600 là an toàn cho mọi người ở trong phòng đó. Những cái số nào mà trên 600 thì có nghĩa là nơi đây không nên tập trung đông người, và chủ nhân của các cơ sở thương mại đó phải làm thêm những cái bước an toàn khác, ví dụ như là phải install những cái gọi là ventilation, tức là những cái ống thông thông gió, hoặc là mở cửa ra, vân vân và vân vân. Cái máy này cũng rẻ thôi Ngọc Lan, vậy chỉ với cái giá từ 100 đến 200 đô la sẽ giúp cho những cái nơi mà gọi là indoor đó, bên trong đó mà tập trung nhiều người đó, mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên Vân Anh nghĩ rằng không biết rằng cái ép thêm quy định này vào thì có làm khó khăn hơn cho các chủ nhân của các cơ sở thương mại, đặc biệt là nhà hàng hay không? Ngọc Lan nghĩ thế nào? Cái điều Ngọc này nghĩ cũng là cứ cái thêm cái gì đó thì là người ta lại ngại ngùng thôi. Cảm ơn chị Vân Anh đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay với những cái bản tin rất là thú vị. Hẹn gặp lại chị Vân Anh vào tuần tới, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.